Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một loại biến tần mới là có biến tần của hãng Sinni. Đây, đây là con biến tần là có công suất là 4 kW này. Điện áp đầu vào là một điện áp đầu vào là 3 pha 340 đến 460, nhưng mình có thể cấp một pha cũng được. Đây là về phần ngoại quan nhé. Có vị trí để cắm trợ xà này, đầu vào RST này, đầu ra UVW, ra động cơ. Đây, thì ở đây mình đã đấu nối điện trên một con ở đây mình đã đấu nối điện trên một con này là con 2 kỳ 2. Đây, công suất của nó là 2 kỳ 2 và mình sử dụng một con động cơ không đồng bộ 3 pha là con spin phay phay gỗ của hãng GDZ. Con này có bây giờ mình sẽ tiến hành setup từ đầu cho mọi người xem. Ở hiện tại thì con này mình đã setup rồi, mình bấm chạy thử này, run này, thì spin quay, tần số nhảy từ 0 đến 400 Hz và động cơ đang quay. Con này quay khá là êm, con này làm mát bằng nước nhé. Run. Ở đây mình không có nước làm mát nên mình chỉ cho chạy một một chút để thử thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành reset con biến tần này về mặc định ban đầu và cài lại cho mọi người xem. Thì để đưa con biến tần này về mặc định thì mình bấm ESC này, thông số A, Enter này. Mình tìm sang thông số F12.14, bấm tìm mũi tên này. Đây. Đây. Tìm thông số 12.14, Enter. 12.4 đang 0, mình cho lên bằng 1, bấm Enter. Ok, như vậy là mọi thông số mặc định ban đầu đã về mặc định ban đầu hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành setup ban đầu này. Thì ở đây là quyển hướng dẫn sử dụng của hãng. Đây mình mở ra mục parameter để mục cài đặt. Thì ở đây là thông số thứ nhất là F0.0. Đây mình bấm ESC này. Enter này. Về là F0.0. Ok. F0.0 để bằng 0. Từ mặc định ban đầu. Enter này. F0.1 Enter bằng 0, tức là chế độ của nó bằng 0 là chế độ V trên F. Còn nếu để bằng 1 tức là chế độ vector thì mình để là 0, chế độ V trên F. Enter này. Thông số thứ hai là F0.2. Enter. F0.2 đang mặc định là 0, tức là sẽ điều khiển bằng keypad, tức là mình sẽ bấm nút trên đây. Còn nếu mọi người muốn sử dụng trên máy hoặc câu các phím bấm ra ngoài ấy, thì mình sẽ chọn là một là terminal control. Còn nếu mình chọn là hai thì sẽ là điều khiển qua dạng mode bus RS-485. Ở trên con biến tần này có chân RS-485 nhé. Thì mình để mặc định là 0. Enter này. Thông số thứ ba tức là chế độ chạy thì mình chọn là không, để mặc định của hãng là không, tức là running, terminal run for running, tức là sẽ bấm phím trên này nó sẽ chạy run, bấm phím run này là sẽ chạy. Tiếp theo là thông số thứ tư F0.04, tức là cái tần số của nó thì là F0.4 này. F0.4 mặc định là 0 này, tức là nó sẽ chạy theo tần số mình cài ở F0.07. Còn ví dụ như F0.04 mình cài là 1 thì nó sẽ nhận tần số khởi động, nhận tần số ở cổng AI1, tức là cổng analog input 1, cổng là vào 1 ở trên này. Thì mình hiện tại mình chọn là 0 theo mặc định. Đây, F0.4 là 0, ok. Tiếp theo này, đến thông số cài tần số mình vào F0.07. F0.07 thì mình sẽ chọn tần số ở 100 Hz, à 400 Hz. Hiện tại mình không thể cài lớn hơn 50 Hz, bởi vì sao? Bởi vì là
Ở đây mình phải cài thông số tần số mắc đã. Thì mình xem này. Đây tần số mắc là cài trong thông số maximum là mình cài ở F0.16. Enter này. F0.16 enter hiện tại là đang 50. Mình phải cài lên 400 Hz. Con này nó cho cài từ 0 đến 600 Hz nhé. Nhưng con động cơ này của mình chỉ tối đa là 400 Hz thôi. Nên mình cài tần số mắc là 400 Hz này. Tiếp theo là F0.18 là tần số giới hạn mắc ấy. Thì mình cũng cài là 400 Hz. Đấy, enter, ok. Bây giờ mình quay lại thông số là F0.7. Enter, mình cài lên 400. Ok, enter. Rồi, đấy là các còn một thông số nữa là thông số thời gian tăng giảm tốc, thì là F0.14 là thời gian tăng, F0.15 là thời gian giảm. Thì F0.14 đang mặc định là 15 giây thì mình để xuống còn 10 giây thôi. Rồi, 15 cũng thế, đang là 15 giây. Rồi, ok. Tiếp theo là mình thông số F0.20 tức là chiều quay nhé. Nếu bấm run mà mặc định là 0 thì đang quay chiều thuận, còn các bạn cảm thấy ngược chiều thì các bạn đổi lại thành 1 thì nó sẽ quay lại thành chiều nghịch. Tiếp theo là đến các thông số để cài động cơ. Cài motor là thông số F0.1 này. Ở nhóm F0.1 thì đây mọi người nhìn con động cơ của mình là con động cơ 3 pha. Điện áp hoạt động là 220V, dòng 8A và tốc độ tối đa là 24.000 vòng phút. Tần số là 400 Hz và công suất là 2,2 kg. Thì ở đây mình đến nhóm thông số này. Đến nhóm thông số F0.1 này. Đấy, nhóm thông số F0.1 này. Thông số đầu tiên là 0.100. 0.100 tức là định dạng motor. Thì mình ở đây mình chọn 0 tức là motor không đồng bộ 3 pha thông thường. Còn nếu chọn 1 tức là dạng motor không đồng bộ 3 pha thay đổi tần số. Ở đây mình chọn cho vào định là 0. Tiếp theo thông số 0.101 tức là công suất của động cơ. Thì đây công suất mặc định nó là 2,2 kg, là tương đương với công suất của bến tần luôn. Tiếp theo thông số, tiếp theo là thông số 02 này, là điện áp hoạt động là 220V này. Thông số 03 tức là dòng, đây 8,7A này. Thông số 04 tức là tần số đấy, là 400 Hz. Thì mình mặc định mình cài lên là 400 Hz bằng với tần số của thằng động cơ nhé. Thông số thứ 5 là tốc độ này, là 24.000 vòng phút này. Ok này. Ok, đấy mình chỉ cần cài các thông số như vậy thôi. Và mình thoát ra ngoài màn hình này. Đấy, màn hình ở đây đang ở trạng thái không hoạt động nhé. Đèn run không sáng này. Đấy mình bấm run này. Motor bắt đầu quay. Và tăng từ 0 đến 400 Hz trong khoảng 10 giây. Đấy. Động cơ quay có vẻ là khá êm đấy. Nắn stop này. Thì động cơ dừng. Phím MK này là phím multifunction, tức là đặt được nhiều chức năng như nó. Thì hiện tại chức năng của nó đang là chức năng rock, tức là mình bấm giữ này. Đấy thì nó chạy rock ở tần số 5 Hz. Đấy, mọi người thấy, có thể thấy đang quay. Đang quay theo chiều thuận chiều kim đồng hồ. Nếu muốn đổi chiều quay này, mọi người vào thông số 0.020. Enter, sửa lại thành 1. Enter, ok, thoát ra. Đấy, giờ mình bấm rock. Đấy, nó đã quay ngược chiều lại rồi. Ok, rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video này.